Writing's not that easy, but Grammarly can help. This is Hello, Simon. Hello. Cô nói này, con cảm sao? Con sẽ cho con biết rồi nhé. Con bị sao vậy? Con bị bệnh hả? Bị khản cổ. Con bị khản cổ. Tôi có hai cái nước cam luôn. Nói bà pha nước cam cho uống nha. Nước cam cho uống nha. Con sợ nước cam lắm. Sao vậy? Ủa nó. Con có nước cam tiếng Anh là gì? Con biết không? Simon. Con có nước cam là gì? Có nước chanh là this one I said with you. Hát to ra là con không bị khản cổ. Hát to ra không có ghê. Mua đi bà lấy nước cho con uống. Khản miếng con phải khản. Bà lấy nước thì nhưng mà cái này con phải nó phải ngấm trong họng con chứ lấy nước của nó lại trôi đi hết. Bà xịt một cái một thôi nhanh lên. Hát to ra. Đi, con phải ngập đi nó mới hết được. To ra, hát to, đừng bỏ lưỡi ra. Rồi, xem mình giỏi kìa, xem mình giỏi kìa. Rồi, con ngập miệng lại. Ấy, đừng khỏe ra. Ngập miệng lại để cho bà lấy nước qua nó khỏi máu. Bà lấy khăn phải lắm. Nó cay hả? Nó cay hả con? À, nó dở rồi. Nó dở hả? Thì thuốc mà. Mình dạy nó mới hết dạ, chứ. Dạ, thiệt không? Thôi được rồi, được rồi. Được không? Cái bà xịt cho. Và rồi đúng không? Thôi được rồi, không uống nước đâu. Con ngậm trong cái họng con đi, nghe cô nói nhiều đi. Ok. Rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Thôi, để bà lấy cho. Uống nước vào thì nó trôi đi hết. Để ngậm một chút xíu. Rồi, thôi con nói chuyện. Để bà đi lấy nước ấm cho con luôn. Ok. Nào. Con sẽ có từ lemon juice nè là nước cam, à nước chanh nè. Ok. Ví dụ như con không thích uống nước chanh thì con sẽ có là I don't like lemon juice. Chạy đi đâu vậy? Nó dở quá, cho dở luôn. Thuốc mà sao mà ngon được. Ok, xong chưa nào? Ok, con sẽ có nè. Lemon juice là nước. Nước chanh đó. I don't like lemon juice. Nào, con đọc theo cô nè. I don't like lemon juice. I don't like lemon juice. Nào. Lemon juice. I don't like. Con đọc đi cho. Now, I don't like lemon juice. I don't like lemon juice. Là nước cam đúng không? Không. À đúng rồi con ghét nữa. I don't like lemon juice. Okay. Còn nước cam là gì? Con sẽ có nước cam là gì hè? Trái cam là gì? Trái cam là gì Simon? Con có trái cam là gì hè? Quên mất tiêu rồi. Con có trái cam là gì? Orange, phải không? Thì nước cam con sẽ có là orange juice. Lemon juice, orange juice. Do you like orange juice? Con có thích nước cam không? No? Oh no. Really? Đừng nói cho ai biết nha, đừng có nói cho ai biết. À, đừng có nói cho ai biết hả? Okay. Bố không biết là bố không la. Tại sao la? Tại sao la? Con sẽ có là I don't like orange juice. But I think orange juice is delicious. I don't like lemon juice. Okay, can you repeat it?
Now I don't like lemon juice. Thế là ơi con không chịu được. Ok, được chưa nào? Được. Rồi mình học tiếp đi. Nào, câu sẽ có là I don't like orange juice and I don't like lemon juice. Nào. I don't like. Con đang làm gì vậy? Con đang làm gì vậy? What are you doing? Được chưa nào? Okay. Con đang làm gì vậy? Rồi, Simon. Yeah. Con về nhà, con viết từ cho cô chưa? Hôm trước cô nói con mỗi từ viết 10 lần, con đã viết chưa? Yeah. Now let me see. Con viết chưa? Cho cô xem nào. Cái này hơi 10 từ. Hơi 10 từ là cô. Con đọc truyện đó hả? Nguyễn truyện hả Simon? Con có thích cái chuyện này đâu mà con đọc. Chuyện gì vậy? Nó tiếng Anh hả? Cô đọc tiếng Anh đi con. Biết. Đúng rồi đó, nhà giả kim, sách của ai vậy, của mẹ hả? Dạ mẹ. Ừ. Nhà giả kim hả? Ừ. Nhà tiếng Anh. Là người làm kim loại đó. Người làm ra vàng. Tiếng... đó. Không có chỗ nào tiếng Việt hết. Thì sách tiếng Anh mà thì phải tiếng Anh chứ. Ok. Vậy ra toàn tiếng Anh mà. Ừ. Chỉ có mẹ con đọc được. Ừ. Con học đi rồi mai mốt con đọc với mẹ. Con mượn mẹ sách của mẹ con đọc. Hôm nay á, con ở trên lớp con bị rách quần. Tại sao vậy? Rách chỗ nào? Con chạy quá đúng không? Con chạy nó rách. Trời ơi, rồi sao? Rồi sao? Rồi con mặc luôn. Chia lại không trời thấy. À. Ôi thiệt là may mắn ha, may mà che lại không ai thấy. Mà mấy bạn cũng thấy luôn rồi. Trời ơi, làm sao con đừng có chạng ra quá, cái quần này nó tẹt á, nó rách đó. Để lâu sao ngày. Bà ngoại sẽ may cho con. Ừ, nói bà ngoại may chưa? Dạ rồi. Okay, now we continue our lesson. Con viết từ cho cô chưa nào? Chưa viết phải không Simon? Viết chưa? Oh no. Con viết rồi nhưng chưa để. Đâu cô xem. Con viết có đúng không? Bè nè. Thích đi bè. À con cứ tưởng là thích đi bè chứ con dễ giống nó quá. Bè. Butterfly. Butterfly. Bếp. Bếp. Nào. Bếp nữa. Hôm đầu trước. Bếp á. Ừ. Baker, con cứ từ baker. Baker là cái người nướng bánh á. Broccoli. Broccoli. Rồi cái gì? Broccoli gì đó. Broccoli. Broccoli. Hôm trước con bát. Okay. Now Simon. Last time what did you we learn? Hôm trước con học cái gì nào? Bài học hôm trước con học cái gì? Về chữ cái gì nào? Cái gì? Mình học về chữ A phải không? Mình học về chữ A phải không? Mình học về chữ cái gì nào? B. B. Giờ học A đi cô. Chữ A mình học rồi chứ sao giờ lại nói cô là mình học chữ A? B. B.
Rồi con có chữ be thì con có từ gì nào? Con có viết cho cô được không? Number one. Cô sẽ có, bây giờ cô nói một từ, con nói một từ nha. Ok. Cô sẽ có từ thứ nhất nè, cô có từ bad. Rồi của con có từ gì? Bad. Rồi của con. Của con có từ gì? Của con có từ gì? Bè. Bè. Ok, good. Rồi cô từ tiếp theo của cô là let me see. Broccoli. Bò. Từ của con là bò. Bò, yes. Không, cô biết broccoli chứ. Broccoli. Con muốn nói câu nữa à cô? Cái gì? Cho con nói câu nữa rồi. Wait. Con đợi xíu đi. Broccoli. Broccoli here. And bo. Is number bo. Four. Number four is bo. Bo. Yes. Good. Cho and con một từ nữa đi. Con rồi nào. Continue. Rồi. Ok. Back. Backer. Backer. Rồi con có từ gì nữa? Con đang cầm cái cuốn sách đó. Là sách là gì hả? Con có từ backer. Con có từ sách là gì? Butterfly. Ah, yes, butterfly. What else? Là làm mấy cái từ ở trong cặp không mà không làm được. Rồi từ gì nữa? Con có từ gì nữa? How about this one? I draw a picture for you and can you guess it? I have this bo, one. Bo, 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 ready. Bo. Number four is bo. Bo, bo, tên em con. Bo là tên em con đó. Bo hả? Bo đấy, tên em con đó. Now, what is this? What is this? Is a bo tên em con. Bo gì cô ơi, có giúp bo đây. Bo là cái gì? Anh thật, po là em tên em con. À, po. À, tên chữ của em con là chữ po là chữ P chứ đâu phải chữ P. À cô, giờ là chữ S đi cô cho chị. No, no, seven, cô có từ seven là có từ gì nữa? Cái gì? What is it here? Let me see. Cô đang vẽ cửa sổ hả? No, what is it? Now I show cô, you. Cô vẽ cuốn sách hay cửa sổ hả? It's a, letter B is, it's a book. Yes. It's a book. Rồi, chị kia đâu à? Cái chị kia à? Chị học rồi. Chị học hả? Chị học tiếng Anh hả? Book. Book. Rồi con có từ gì nữa? Con có từ window. Gì? Oh, window. No, no window. Maybe with today. This chair. Không phải this chair là bắt đầu vào chữ. Chữ gì? Con có từ à. I am a, hôm qua cô dạy, hôm bữa trước cô dạy con cái gì? I am a what? I am a, quên mất tiêu rồi. I am a, con đâu rồi? I am a boy, con còn nhớ không? I am a boy. Con có boy. Boy nè. Boy, boy, boy. Ok. Rồi gì nữa? Ai? What else? Mà bây giờ con đọc lại một lần cho cô xem. Ơi, để nào, ngay ba. Hàng đi mà cô, để ngay hàng đi, xích tám để ngay hàng. Không có để được, nó đang nó chạy vào đây rồi. Vậy thì cô xóa nó đi. It's okay. À, được rồi. Được rồi. Nào, con đọc cho cô một lần nào. Ba, nào ba. Ba. Bear. Ba, bear. Bear. Broccoli. 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 Bo. Baker. Baker. Butterfly. Book. Boy. Boy. Rồi tối con về con đố mẹ đi, hỏi mẹ với con chơi với nhau coi thử ai biết được. Con thử con chút. Con làm gì? Không biết con là không nhớ rồi. Không biết rồi.
Cô để nguyên nó nghe cho con. Ok. Hôm bữa trước cô cho con viết mấy từ này rồi. Không, mấy từ khác cô chưa học á. Con viết nhanh. Giờ nó đâu mất từ rồi đây nè. Trời ơi. Hôm bữa trước mới viết mình sao giờ lại kêu đâu mất tiêu. Con học hành vậy rồi làm sao? Thôi con dạy đi dạy con đốt. Đốt này mấy ok. Con sẽ không bao giờ đốt có cơ ly đâu. Tại sao vậy? Không nhớ. Không nhớ hả? Đó bây giờ con nhớ rồi đó. Vậy con sẽ nhớ. Okay, we continue our lesson today. I said the new lesson for you about letter B. Continue. Mình tiếp tục nha. Letter B. Mình xem được bài hôm nay mình có gì nào. Bể máy. Okay, I share the screen with you now. Where? Here. I can see it. This one. Oh, where? Where our lesson? Oh, why I can see you. Ủa? Ủa sao có mặt con hả? Let me see. What? Because it's the internet that is slow now. Mặt con có râu. Ai nó không có lên được. Để cô xe lại lần nữa xem. Ok. Can you see it now? Bây giờ con thấy thế nào? Chán quá vợ. Đó. Mình đang học mà chứ mình có đang chơi đâu mà chán hay không chán. Okay, now we continue with letter B, lesson number two. Okay. First one, you have warm up. Let's see what we have now. What is it? What is it, Simon? What is it? Now, con đừng có vẽ nữa, con học đi nào. What is it, Simon? The first one, the first picture, what is it? Boy. It's a? Boy. It's a bowl. Bowl. And it's a, this is a? This is boy. This is a boy, good. And how about this one, what is it? What is it, Simon? Bed. Oh, yes. Con sẽ trả lời là this is a bed. This is a bed. A bed. Okay. Now next we have next. What we have? Let's see. And how about this one? What is it? What is it, Simon? Yeah. Bus, baby. Bus, baby. Good baby. And what is it? What is it? Do you remember that? Không nhớ luôn hả? What banana. Banana, good. Okay, do you like banana? Simon, do you like banana? No. Con cũng không thích chuối luôn. Okay. Now we continue with that. You have this is a baby. Con đọc theo cô nào. A baby. Now this is a baby. This is a bus. This is a bus. And this is a. This this is a strawberry. This is a pear. Banana. Ah, yes. This is a banana. Very good. Okay, continue with that.
And now we have this one. We move to the next. B and B. Okay. When we write B, big B, big B. Khi nào mình sẽ viết cái chữ B này? Thì khi nào mà tên riêng á với ở phía đầu câu, ví dụ giống như con sẽ có gì? Tên riêng. Tên riêng là ví dụ giống như bạn con có bạn nào tên tên Bảo không? Bảo. Có bạn con có bạn nào tên Bảo không? Bảo. Dạ không. Ví dụ như Bảo nè. Bill. Có bạn nào tên Bill không? Billy. Không. Cô quá. Có bạn tên. Có bạn tên gì? Có Mr. Bike. Maybe Mr. Bike. Thì cái những cái chữ cái này tên riêng thì con sẽ viết khoa, ok? Rồi ở đầu câu nữa con viết khoa, ví dụ giống như con sẽ có là we are no. How about Bean? Bạn con có bạn nào tên Bean không? Bean? Không con. No? Ok. Bắt. À, bắt. À, bắt. Ok, bắt. À, bạn con thân có bạn tên bắt á. Mà bắt mà quậy lắm á. Quậy. Quậy con mà bạn nó quậy hơn con luôn hả? Hơn. Hơn luôn. Cô dạy chắc có nổi rồi. Hả? Cô dạy nổi không? Không, cô dạy con là không nổi rồi đó. Ok. Ví dụ như mình sẽ có là hôm qua cô nói con giỡn. Hả? Hôm qua cô nói con giỡn mà con còn vậy. Bây giờ con phải ngoan đi thì mới giỏi giống hôm qua. Chứ hôm qua giỏi, hôm nay có giỏi không? Cô trời trời, con học mà con như vậy thì thôi chứ. Con thấy con kinh khủng không? Cái học cô giáo có sợ con không? Cô giáo trên lớp có sợ con không? Có hả? Không. Không hả? Con có sợ cô không? Con có sợ cô giáo không? Ví dụ giống như con có phía đầu câu, ví dụ con sẽ nói là Banana is good for your health. Đó, quả táo thì tốt cho sức khỏe. À, quả chuối thì tốt cho sức khỏe của mình. Ok. Thì ngay cái chỗ cái đầu tiên này con sẽ viết viết khoa lên. Ok, con hiểu chỗ này chưa? Tiếp theo. Con sẽ có là khi nào mà mình đem mình viết chữ chữ B mà viết thường. Small B. Nào, khi nào mình viết chữ small b này nào, Simon, con nhìn xem con học khi nào. Thì con sẽ có là tên chung hoặc là ở giữa câu. Ví dụ giống như con sẽ có là tên chung. Chu Huỳnh với Chu Huỳnh. Chu Huỳnh có phải là tên chung không? Ví dụ giống như con có từ là boy. Hoặc là bad. Không có bạn nào con chỉ có Simon thôi. Butterfly. Hoặc là con khi con đặt ở những mấy chữ cái ở giữa câu, ví dụ giống như là I am a boy, thì ngay chỗ chữ boy này con sẽ không có viết khoa, con chỉ cần viết thường như vậy thôi. Con sẽ không có viết là be or what. Cho con chơi trò chơi rồi. Ok, con học xong đi, cô sẽ cho con chơi trò chơi. Sắp sửa tới trò chơi rồi đó. Ok, con nhớ chưa nào? Cô gặp cái này là sao? Thì là mình sẽ không có viết khoa cái chữ bi này nè. Ở ngay chỗ này thì mình sẽ không có dùng cái chữ bi này. Con chỉ viết như vậy thôi. Ok. Ok, con hiểu chưa? Yeah. Ok, now next. We have next. Let me say it again. Bị gì vậy?
Cô vẫn bị cái gì mà bị tắt đó. Okay, now we continue with this. And next, we have next. And we have some picture here. Chơi đây đó, hả? Oh, đây yes. And can you put it into the right paragraph, the right picture? Now, West Bowl. Number? You have number? Bowl is number? Bone is number. Có sẽ có chữ bone. One, two, three, four. Bone. Con có từ bone. Nó là vô cái hình nào đây? Bone. Book. Good. Okay, and how about bone? Yes. A bob. 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 Đâu? Bóp đâu? Bóp, bóp, bóp. Bóp là đâu? Bóp là cái bạn này nè. Bạn này tên Bóp nè. Con có từ Brazil. Brazil là? Con là vũ trụ. Brazil là gì không? No. Vũ trụ đúng không? Brazil là đất nước. Brazil á. Con đã đi tới Brazil chưa? Chưa. Ừ, khi nào nói mẹ cho đi tới Brazil nha. Đi coi đá banh. Chưa bây giờ đến đó. Ừ, thì khi nào về nói mẹ đi, rồi mẹ cho đi. Không, con cũng phải đi học, con sắp lên lớp 2 rồi đó. Con lên lớp 2 rồi thì con phải ngoan đi chứ. Nên lớp 2 của con thì anh của con thì sắp chuyển cấp rồi. Anh Lạc Lạc của con sắp lên lớp 10 rồi. Ờ, anh Lạc Lạc là sắp lên lớp 10 luôn rồi hả? Sắp lên lớp cấp 3 rồi, sắp lên cấp 3. Ờ, anh thì con hả? Dạ anh họ con. Anh họ con. Chắc phải anh rùa con. Còn ở nhà con không có anh rùa. À, con là lớn nhất rồi đúng không? Con là anh lớn nhất rồi đúng không? Anh xem mình là lớn nhất. Anh của con là anh cả. Hả? Cái gì? Anh cả của con. À, anh cả của con hả? Còn con là anh cả của Xu Hào hả? Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi. Con còn lớn hơn chị. Con lớn hơn chị con. À, con lớn hơn chị con hả? Chị con okay. Xíu mà còn này trời tội chết. Ừ. Xong còn thì em luôn cơ. Ờ. Nào, con sẽ có nè. This one here to this one, number two. Brazil from this one to this. Okay. And Bob, đi theo cái đối của con đi. Bob is here. Where's Bob? And book is here. Oh no. Con vẽ gì ghê vậy? Bob. Cô đồ đi. This one. Cô đồ thế. This one. Oh, oh my god. Đúng rồi. Oh my god. Okay. Okay. We continue our lesson. Next, what we have? Letter B. You can see letter B in each verb. In each. Con biết con dễ sao? What is it? Con có cái từ này là gì? Con có biết cái này không? Bong bóng. Ôi trời ơi, đang học tiếng Anh con nói bong bóng hả, Simon? Bong bóng là gì? Con sẽ có là balloon. Nào con vẽ, con viết cái chữ tiếp theo đi, chữ balloon. Con vẽ vào trong vở đi, balloon. Ý, dễ dễ đó. Dễ mà cái gì dễ luôn đó nha. Hãy xem balloon khổng lồ con đây. Balloon. Con vẽ vừa thôi. Con viết vô trong vở rồi con vẽ bên cạnh á. Giống như những cái hình hôm bữa trước đó. Lỡ rồi cô. Trời ơi. Con lỡ dễ
Good. Ôi trời. Oh my god, con vẽ vậy rồi bữa sau con không biết cái chữ đó là balloon luôn. Con viết ra. Con viết ra thì con mới học được chứ Simon. Number 2. Thì dễ dắt con luôn là được rồi. Ok, number 2, con có cái gì đây? Number 2. How about this one? Number 2 is con biết cái gì không? Con nhớ không? Con biết từ này không? Bird. Bird. You have bird có mấy chữ ta? Bird. 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 Bird hả? Con bird. Bird. Con nghe không? Bird. 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 Ok. Rồi bây giờ con viết chữ bird và con ghi kia, con vẽ hình một bạn chim đi nào. Bird. Con vẽ nhỏ thôi. Con vẽ một ô nha. Rồi vẽ một con chim một ô. Ok. Con vẽ vậy không biết phân biệt chim hay cá luôn. Ơ trời ơi, cái gì mà không biết phân biệt chim hay cá luôn nữa. Con vẽ nó xíu nè. Ví dụ như con viết con có từ blue thì bên cạnh đó con vẽ một cái hình nhỏ thôi. Number 2, bird. Okay, now this mine is mine here. Can you see it? Đó, con làm như vậy thôi. Con mà vẽ mà con cái cuốn vở thì lấy đâu chỗ đâu mà học được. Okay. Now number 3. You have bread. Con biết bread là gì không? Bánh mì kẹp thịt. À đúng rồi. Bánh mì thôi chứ không có kẹp thịt đâu. Thôi con vẽ bánh mì kẹp thịt. Trời. Kẹp thịt nó mới ngon. Rồi bữa sau mà cô hỏi từ bánh mì thì con không biết đây đó. Bánh mì chứ không phải là bánh mì kẹp thịt. Bánh thịt, ừ, bánh mì kẹp thịt đó là bread with meat rồi. Thịt của con ngon. Bánh mì kẹp cá hồi. Ủa có bánh mì kẹp cá hồi nữa hả? Không có. Con có thích ăn cá hồi không? Dạ có. Hả hả? Rồi con ghi chữ bread vào đi nào. Bread. Bread là bánh mì đó. Bánh mì kẹp. Nào con ghi vào đi. Hôm sau cô kiểm tra đó. Rồi. Mỗi từ là con sẽ chép bao nhiêu lần con nhớ chưa? Mười. Đúng rồi. Ok. Đi rồi thì hơi to. Now let me see. Bánh mì kẹp thịt của con ơi. Ôi trời ơi. Ok. Con viết ra để bữa sau mà còn nhìn ra đó. Chứ không người không nhìn ra luôn. Now, what is it? What is it, Simon? How about this one? What is it? It's a... nhanh lên rồi mình chơi game nào. Không chơi game kịp đó. Con sẽ có là B. B. Là con gì? B là con gì? Con ong. Ok. What color is the bee? Con ong nó màu gì nào Simon? Is màu vàng. Yellow. Trời ơi, đang học tiếng Anh mà. Yellow and black. Ok. Rồi, con có tiếp theo con có. Rồi, bây giờ con viết chữ bee vào và con vẽ cái hình con ong đi nào. Ong chú con. Ê, có mũi chích nữa con. Mũi chích sao nhỏ thì nhỏ.
Ok. Được chưa nào? Được chưa con? Được chưa được? Nhanh lên rồi mình chơi trò chơi nào. Giờ con thích trò chơi để con học. Con chưa vẽ gì gì. Let me see your bee. Oh my gosh, it's a big bee. Yeah. It's an ugly bee. So ugly. Bee của con nó thì sao? Cái đầu nó phải nhọn lên mà. Okay. Now how about next? Tiếp theo con có cái gì đây? Con có cái này là trong tiếng Việt nó là nghĩa gì? Quên mất tiêu rồi. Con còn nhớ không nào? You sir? Rõ. Đúng rồi. Cái rõ. Con sẽ có là từ basket. 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 Ok. Basket. Con ông nó đang bê cái rổ. À. Good night cô. Hả? Cô gì vậy? Cô Hà. Tiếng Anh của Hà. Tiếng Anh cô của Hà. À. Con đang bê cái rổ. Con gấu sẽ nằm lên cái rổ. Con biết chữ tìm vào chưa? Cái chữ sẽ nằm trong cái rổ. Chờ một chút. Cái rổ nặng đè lắm đó nha. Được chưa? Oh my god. Ok. Chứ dễ được kịp thôi. Chứ khó quá. Ok. And the last one you con have. Gấu sẽ nằm trên cái rổ. Yeah. Yeah, okay. You can write and you write bear. Lê lê coi bị lờ. Cái đỏ là cái đầu gấu. Con sẽ cái đỏ là cái đầu. Con sẽ có cái câu là bee is, hoặc là con sẽ có bee bring, hoặc bee hold a basket, a bear. A bear is in the basket. Okay. Được chưa nào? Con gấu. Hơi xấu. Đâu? Con gấu ở trong hình đây cũng có đẹp đâu. Được chưa Simon? Hơi xấu rồi. Đâu được cô xem? Ở trong cái đổ. Trời ơi, con gấu gì mà kỳ vậy? Cái dễ đại vậy. Ok, rồi con ghi chữ be vào đó đi nào để cho lần sau mình nhớ. Con phải coi vẽ, con phải ghi lại. Ghi lại. Chưa. Ok. Nào, con đọc cái câu ở phía bên trên cho cô nào. Be holds a basket. Nào, be holds a basket. It's a basket. A bear is in the basket. Nào, con đọc cho cô nào. The bear
A bear. Cô xin lỗi. A bear. Sao con học mà con không chịu đọc rồi, rồi cô biết làm sao với con đây? A bear. A bear. Is in the basket. Is in the basket. Is in the basket. Is in a basket. Okay, good. Now, we play a game now. Do you want to play a game? Yes. Okay, I set a game with you now. I can open up this and we will play a game together. I saw the game. I think it's an interesting game. And next time we will continue with the structure. Oh, where we can see you? Yes. Hôm sau mình sẽ học cái chỗ này ha. Rồi bây giờ cô... I said the game with you. Cái mặt con đẹp mà con ăn cái gì Simon? Yeah. Hả? Okay, we play a game. This is our game. Okay, plants and zombies. Ê, bố con chơi trò chơi này đó. Okay, bố con chơi hả? Now, please help me save my garden, okay? Please help me to save my garden, Simon. Okay, now let's try. And attack. What that? What we? Oh, sao cho nó bắn tới? No, I can. How about this one? Why we have this? Oh, it's a. You choose it, and it's a question for you. Oh, cho con bấm đi chứ con. Oh no, what's that? I don't think so. What happened? This way. Let me see what happened with the game. Here. I can open that. Here. Từ từ, con đợi cô xíu nào. Ánh sáng. Nào bây giờ mình cô cũng không biết mình sẽ chơi sao luôn á. Attack. Con biết con chơi. Rồi cho nó bắn đi. And how about next? No. Rồi mình sẽ chọn sao? Cô có hiểu. Ý là vậy nè cô. Cô bấm con chuột để cho nó bắn. À không phải. À cô hiểu. Không biết ở trên này, cái này là game học mà, chứ có phải là chơi giống con đâu. Tại sao lại có cái đá vậy? And the game is here. And now you have an answer. You need to answer this question. And what is that, man? What this? Con sẽ có bốn đáp án nè, con sẽ có là balloon, basket, by ball, chân, and bread. Chân. Đầu tiên, you câu đầu tiên. Con chọn câu đầu tiên. Number one, câu đầu tiên. Balloon. Okay. Yeah. And next. Let's see, is it right? What this and this one? Oh, it's a... No, this way. Có thể là cái này, có thể là cái này. This is a ball. It's wrong. Yes, and you're right. You choose. This is my balloon. Okay. Next, which you choose? You choose what? Bây giờ con chọn cái hình nào nào? For example, you choose this one. Con chọn con này. This one. Okay. Let's see. Con thấy con đó nó có mặt. Tại sao nó đem nó lại hiện ra cái này lại nhỉ? Cô không hiểu.
Nào xem nào. This one. Rồi, đi cô ta con bấm. Quái rồi đúng không? Cái này con bấm không được, nó chỉ cái game vậy thôi, nó có câu hỏi thôi chứ đâu phải là để chơi game giống như như bố con đâu. Ừ, chết mất. Con muốn chọn con, con muốn chọn. Sao cái này chọn không có được? Để cô xem nha. Cái này bấm vô là nó sẽ mất nè. Ok, this one. Sao nó biến mất hết gì nè? How about this one? Oh no. Nó đang cho mình sao? Nó biến mất rồi, nó cho mình sao? À, nó biến mất rồi, nó cho mình sao hả? Let me see. Không phải biến mất là có máy sao. And how about this one? Now Simon, what is it? What is it? It's a? What is it? It's a what? Con chọn cái nào nào? 1, 2, 3, or 4? Bánh mì kịch thịt của con đâu vậy? Okay, con chọn cái nào nào? Đây, bánh mì kịch thịt. It's a red, good. Okay, let's see. Con đúng không nha? Good, red. Okay. And how about next? Is a... Hey, bây giờ con chọn cái gì đây? Con chọn cái gì vô đây? Chữ gì? B. Okay, let's see. Yeah, very good. You have 3 sentences correct. And now next. What about this one? What is yellow? What is yellow? B. Okay, now check it. Right or wrong? Oh, yes. Right. It's a B. Okay. Now, how about next? You have. What are they? They are. Con chọn cái nào nào? Con phải xóa cái kia đi. Con mới chơi được chứ. Vậy cần tạo, vậy cần. Nào, con xem thử cái này là cái gì? Trời khó quá. Cô đáng. Cái này cô đoán giùm con đi. À, con nhìn xem. Basket. Cái này là gì? Boy and bed, phải không? Or bear and basket. Con chọn cái gì? Nhắn. Là có gió, con ơi. This is our last question now. Let's see. What is it? Con chọn cái nào nào? Con xem. Bác kẹt thử nha. Ừ, lỡ sai hay sao? Thì bây giờ nói đi. Nói thì mới biết đúng hay sai chứ. Không nói là sai luôn đó. Thôi không, không. Không cái này. Không, không. Cái này. Thôi cứ thử này đi. Con chọn cái nào? Nhiên. Con chọn cái đúng nào? Rồi. Thử cái này. Thử cái này đi. Thử cái đó đúng không? Nào, let's see. Ta có đúng không ta? Oh, it's wrong. Now choose another one. Con chọn cái khác xem. Con chọn cái ở trên hay cái ở dưới? Dưới. This one? This one or this one? Cái ở dưới màu đỏ hả? Cái ở dưới cái màu đỏ hả? Cái này con chọn, cái này con chọn. Con đọc lên cho cô xem. Basket and bed nè. Oh yes, you right. Okay, you right now. And we stop here. Bye bye Simon. Con nhớ viết mỗi từ bao nhiêu lần? Mỗi từ mới bao nhiêu lần? 15 lần. No. 30 lần. 10 lần. Okay. Con nhớ viết nha, hôm sau để cho cô xem. Hả? 5 lần. 5 lần. Ok, 5 times. Chứ người giúp 4 lần nữa thôi. No, 5 times. Rồi, tạm biệt con.
See you. See you again. Okay. Bye bye. Bye bye, Simon. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye.